có hộp gì đấy các bạn. Wow, các bạn ơi, ở đây có nguyên một chiếc xe container các bạn. Wow, xe cẩu bút cá cào cá, các bạn thấy hay chưa? Rồi đây có cái hộp gì đấy các bạn. Wow, các bạn ơi, mua xe này xe gì đấy các bạn. Wow, đây là xe cẩu bút cát nè các bạn. Wow, một hộp xe container nữa các bạn. Hộp gì đây? Ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu hỏa nè các bạn. Ui các bạn ơi, nè, đó mình xịt nước các bạn thấy hay chưa? Hộp này hộp gì đấy các bạn. Wow, các bạn ơi, một hộp xe khủng long các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, lại một chiếc xe container nữa nè các bạn. Wow, xe container này có biển số xe là 555 nha. Đây có cái hộp gì đây các bạn. Wow, các bạn ơi, cái hộp này chở xe gì nữa các bạn. Wow, cái hộp gì đây. Ui các bạn ơi, một chiếc xe gì đây các bạn. Rồi chạy nào. Nè, nói xe container là màu gì các bạn. À, xe container là màu vàng nha các bạn. Ồ, ở dưới này chở thêm những chiếc xe ô tô nữa các bạn. Một chiếc nè, hai chiếc nè, rồi ba chiếc. Đây này bự chưa nè các bạn. Ui các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì đây các bạn. Wow các bạn ơi, một hộp xe container các bạn ơi. Ui trời, nè các bạn. Wow, wow, chiếc xe nè, đó, chiếc xe sấy cát nhìn ngầu chưa nè các bạn ơi. Đó, siêu xịn sò luôn các bạn. Đó. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả bạn cùng chơi những món đồ chơi mới mình nha. Wow, đây có hộp gì đây các bạn. Wow, các bạn ơi, ở đây có nguyên một chiếc xe container nè. Ôi, cái này chiếc xe lu nè các bạn. Đó, xe container chở theo xe lu nha. Ui, còn đây là xe gì đây các bạn? Một chiếc xe cẩu múc cát các bạn ơi. Wow, chiếc xe container đẹp chưa nè các bạn. Rồi, các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái này nè các bạn. Các bạn ơi, cái này là cái cẩu múc cát nè. Bây giờ mình sẽ gắn cho chiếc xe cẩu múc cát nha. Ok, xong rồi các bạn ơi. Đó, mình đã sửa chữa xong chiếc xe cẩu múc cát nè các bạn. Wow, xe cẩu múc cát cào cát các bạn thấy hay chưa? Rồi, các bạn ơi, ở đây có cái gì nè các bạn? Ô, một cái cẩu múc cát nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lắp ráp cho chiếc xe này luôn nha. Rồi ok, xong rồi các bạn ơi, mình đã sửa chữa xong chiếc xe cẩu múc cát rồi các bạn. Wow, xe cẩu múc cát cào cát nè các bạn. Các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì đây các bạn. Các bạn ơi, một hộp xe. Xe này xe gì đây các bạn. Xe này xe ô tô nha. Xe ô tô này chở theo xe gì đây các bạn. Đây là xe cẩu múc cát nè các bạn. Rất đẹp luôn nha các bạn. Các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì đây các bạn. Wow, một hộp xe container nữa các bạn. Sao đây nhiều xe container quá các bạn ơi. Xe container này màu gì các bạn. Xe container màu xanh lá cây nha. Chở theo xe này xe gì các bạn. Xe lửa nè các bạn. Thêm một chiếc xe lửa nè. Wow, xe đẹp quá các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, đi qua đây các bạn. Ở đây có cái hộp gì nè các bạn. Các bạn ơi, đây là hộp gì đây? Ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu hỏa nè các bạn. Xe cứu hỏa này có vòi xịt chữa cháy nè các bạn ơi. Nè. Ôi các bạn ơi, ở chỗ này có chỗ chúng ta mở ra xịt nước vô nè các bạn. Thế bây giờ mình sẽ đổ nước vô nha các bạn. Đó, đổ nước vô các bạn ơi. Đó, đổ nước vô nha. Rồi đầy nước rồi, bây giờ mình sẽ đậy cái nắp này lại các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ bấm nút này nè các bạn. Ui các bạn ơi, nè, đó, mình xịt nước các bạn thấy hay chưa? Wow, chiếc xe cứu hỏa xịt nước hay quá các bạn ơi. Wow. Ui, mình xịt ướt cái hộp gì nè các bạn ơi. Ui, cái hộp này hộp gì đây các bạn? Ô, các bạn ơi, một hộp xe khủng long các bạn ơi. Ui, một khủng long nhìn dữ như này các bạn ơi. Đó, con khủng long nhìn siêu dữ luôn nha. Còn đây là cái gì đây các bạn? À, đây cái móc kéo các bạn ơi. Ha, vậy đây là xe khủng long container nè các bạn. Đó, mình gắn vô nè các bạn ơi. Rồi, cái này là cái gì đây các bạn? Ui, các bạn ơi, đây là cái thùng chở thú nè các bạn. Đó, xe container chở thú nha. Rồi cái này cái gì đây các bạn? Là cái thùng thú đó nè các bạn. Wow, chiếc xe khủng long chở thú nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Ở bên này các bạn, ở bên này có chiếc xe gì đây các bạn? Đây là xe trộn bê tông nè các bạn. Rồi ok, xong các bạn ơi. Đó, mình đã sửa chữa xong chiếc xe trộn bê tông rồi nè các bạn. Wow, xe trộn bê tông hả? Có cái cabin màu xanh nước biển. Ở trong này có anh tài xế ngồi lái xe nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì nè các bạn? Wow, các bạn ơi, lại một chiếc xe container nữa nè các bạn. Wow, xe container này có biển số xe là 555 nha các bạn. Đó, ở thêm hai chiếc xe cảnh sát ở dưới này nè. Đây là chiếc xe lửa nè các bạn. Ở đây thêm một chiếc xe lửa nè. Wow, vậy đây là xe container chở theo xe cảnh sát và xe lửa nha các bạn. Rồi đi qua đây các bạn. Ui các bạn ơi, đây có cái hộp gì đây các bạn? Các bạn ơi, cái hộp này chở xe gì nè các bạn? Một chiếc xe cẩu bút cát nè. Xe cẩu bút cát nhìn đẹp chưa nè các bạn? Rồi còn đây là chiếc xe ô tô của chúng ta có cầu thang các bạn. Đó, rồi xong rồi xe này chạy lên nè các bạn. Đó, wow, chiếc xe nhìn đẹp chưa các bạn? Rồi các bạn ơi, ở đây có cái gì đây các bạn? Ui các bạn ơi, hình như đây là cẩu bút cát. Mình lắp vô đây các bạn. Wow, mình đã sửa chữa xong một chiếc xe cẩu bút cát bạn ơi. Phía trước chúng ta có cái gì nữa nè các bạn? Wow, cái hộp gì đây? Ui các bạn ơi, một chiếc xe gì đây các bạn? Một chiếc xe ủi cát nè các bạn. Một chiếc xe ủi cát nha. Rồi còn đây là chiếc xe ô tô nữa nè các bạn. Cho xe ủi cát lên nha các bạn. Wow, xe đẹp quá các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, ở đây có chiếc xe này xe gì đây các bạn? Đây là xe trộn bê tông nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái đồ trộn bê tông này mình lắp ráp vô nha các bạn. Rồi ok, xong các bạn ơi. Đó, một chiếc xe trộn bê tông xíu bự luôn. Ui các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, một hộp xe nè, chở theo chiếc xe này xe xúc lật nè các bạn. Wow, bạn đây là bạn xe gì đây các bạn? Đây là bạn xe bô ly nè các bạn ơi. Wow, bạn xe bô ly nhìn đẹp chưa nè các bạn? Đó, bây giờ
cho xe xúc lực chạy lên nha. Nên đó. Qua chiếc xe bully đẹp quá các bạn ơi. Rồi chạy nào. Nên rồi các bạn ơi, ở đây có chiếc xe gì đây các bạn? Bây giờ mình sẽ sửa chữa lại chiếc xe chở rác nha các bạn. Đây cái bánh xe chở rác các bạn. Đó, một bánh này nè các bạn. Rồi tiếp tục thêm bánh xe nữa các bạn. Ok xong rồi các bạn ơi. Qua chiếc xe chở rác bự chưa nè các bạn. Ui các bạn ơi, ở đây có chiếc xe gì đây các bạn? Wow, đây là chiếc xe container nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Đó, xe container này có biển số xe là 8878C cho các bạn nè. Có vô lăng luôn các bạn. Truck nè các bạn ơi. Có xe container này màu gì các bạn? À xe container màu vàng nha các bạn. Ồ ở dưới này chở thêm những chiếc xe ô tô nè các bạn. Một chiếc nè, hai chiếc nè, rồi ba chiếc nè các bạn. Rồi bốn chiếc, năm chiếc, sáu chiếc. Wow, đã quá các bạn ơi. Wow, chiếc xe container này dài quá các bạn ơi. Rồi đi qua đây nào các bạn. Wow các bạn ơi, bên này có những chiếc xe đang cần chúng ta sửa chữa nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ sửa chữa lại chiếc xe ben nha các bạn. Đây gắn bánh xe các bạn ơi. Một bánh này nè các bạn. Rồi tiếp theo thêm bánh nữa các bạn ơi. Đây, đó. Ok xong rồi. Wow các bạn ơi, chiếc xe ben này bự chưa nè các bạn. Ui các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, một hộp xe container các bạn ơi. Wow, chiếc xe container này xịn quá các bạn nè. Có đầu cong nè các bạn. Đó, đầu cong này có kính xe nè, có còi xe nè. Đó, phía trước nè các bạn. Các bạn ơi, chiếc xe có biển số xe là 8305 nha các bạn. Đó, rất là đẹp luôn nha các bạn. Ở dưới này có hai chiếc xe các bạn. Đây mình đổ các bạn. Đó, wow, có bốn chiếc xe luôn các bạn ơi. Nè, đó chiếc xe container này xịn sò chứ các bạn. Rồi, để xe ô tô lên nè các bạn. Đó, để xe ô tô lên nha. Rồi, chạy xe ô tô vô nè các bạn. Rồi, chạy xe ô tô vô nè. Rồi gài cái máng vô nè các bạn. Đó, wow, xe xịn quá các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, phía trước chúng ta có xe chở rác kìa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ sửa chữa lại chiếc xe chở rác nha các bạn. Đây gắn bánh xe các bạn ơi. Rồi, tiếp tục thêm bánh xe nữa các bạn. Rồi, ok, wow, chiếc xe chở rác màu xanh lá cây nhìn siêu đẹp luôn các bạn. Ui các bạn ơi, đây có chiếc xe gì đó các bạn? Wow các bạn ơi, một chiếc xe container nè các bạn. Wow, chiếc xe container này chở theo hai chiếc xe cứu hỏa luôn các bạn nè. Đó, xe cứu hỏa nè, đó, nhìn đẹp chứ bạn. Wow, cái đầu cong nhìn ngầu chưa nè các bạn ơi. Nè, có cái còi xe nè. Đó, phía trước có vô lăng nè các bạn. Đó, buồng lái nè các bạn. Đó, xe này thiết kế siêu xịn sò luôn nha. Rồi, chạy chiếc xe qua đây các bạn. Ui các bạn ơi, đây có chiếc xe cổng cát nè các bạn. Đó, một bánh xe nè. Rồi tiếp theo thêm bánh xe đây nữa các bạn. Đây, ok xong rồi. Wow, chiếc xe cổng cát siêu dài siêu bự luôn nè các bạn ơi. Đó, nè, cái cổng cát bạn. Đó, mình cào đất nè các bạn. Wow, dữ chưa các bạn ơi. Ui các bạn ơi, ở đây có nguyên một chiếc xe đua F1 nè các bạn. Đây bây giờ mở các bạn cùng xem nha. Đây mở đây các bạn. Rồi nè 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 các bạn ơi. Nè. Ui trời. Nè nè các bạn. Wow, chiếc xe ngầu chưa nè các bạn ơi. Đây, đây là cái đồ điều khiển nè các bạn. Ủa còn đây là chiếc xe của chúng ta nè. Ủa bây giờ chúng ta sẽ khởi động lên các bạn. Đây, khởi động này lên nè các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ khởi động cái này lên luôn các bạn. Bây giờ mình điều khiển thử nha các bạn. Wow các bạn ơi, nè. Đó. Wow, nè các bạn ơi, nè đó. Wow, chiếc xe nè, đó, chiếc xe sấy cát nhìn ngầu chưa nè các bạn ơi. Đó. Siêu xịn sò luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn nè. Wow. Đó, chiếc xe này đua là hay lắm nha các bạn. Rồi mình sẽ cho chiếc xe này đua nha. Các bạn ơi, chiếc xe này chơi hay ha các bạn ha. Từ nãy giờ chúng ta đã khám phá được rất là nhiều chiếc xe container rất là xịn sò luôn. Nhưng mà bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về nhà ăn cơm học bài làm bài tập rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.